Tập thể dục khi bụng đói giúp đốt cháy chất béo nhanh hơn. Không đâu, rất tiếc. Hãy nghĩ theo cách này, ô tô của bạn có chạy tốt hơn khi hết xăng không? Bạn có cảm thấy thoải mái khi ra khỏi nhà nếu điện thoại chỉ còn 5% pin không? Không đúng không? Vậy thì đừng cố làm như thế với cơ thể mình. Khi tập luyện, bạn sẽ không cảm thấy thoải mái nếu hết năng lượng đâu. Tuy nhiên, ăn quá nhiều trước khi tập cũng phản tác dụng đấy. Có bao nhiêu người chạy vài vòng trong công viên sau khi ăn tối dịp lễ tạ ơn? Chỉ những người có vấn đề về suy nghĩ thôi. Lúc đó, hầu như mọi người chỉ buồn ngủ, muốn thư giãn, xem TV và nằm dài trên ghế với chú mèo của họ. Ngay cả khi bạn có thể đứng dậy và đến phòng tập thể dục, thì bạn cũng sẽ đối mặt với những cơn đau bụng hay đại loại như thế. Bạn biết đấy, bạn sẽ không có đủ thể lực, tốc độ và sức mạnh để đốt cháy nhiều calo như vậy. Sẽ tốt hơn nếu bạn ngủ một giấc và tập luyện vào ngày hôm sau. Vì vậy, đừng ăn đầy bụng, hãy ăn ít hơn hoặc ăn một món nhẹ lành mạnh để tăng năng lượng và giúp bạn chịu được đến cuối buổi học nhiều sức ép đó. Một bữa ăn hoàn hảo trước khi tập gym chắc chắn phải chứa protein, carb và nước. Bạn có thể ăn bột yến mạch, sinh tố trái cây, sữa chua Hy Lạp, quả óc chó, combo cơm với gà, v.v. Việc bạn thấy thèm ăn hơn khi bắt đầu tập luyện thường xuyên là bình thường. Nếu bạn vẫn còn cảm giác đó, hãy thử chia nhỏ bữa ăn, ăn một nửa trước và một nửa sau khi tập. Nếu bạn muốn đạt hiệu quả cao nhất trong việc tập luyện, cơ thể bạn cần tiêu hóa thức ăn bạn vừa ăn để có thể lấy làm năng lượng. Nước có thể giúp ích, nhưng giống như thức ăn, nước cũng đừng uống quá nhiều. Bổ sung nước cho cơ thể là điều quan trọng, nhất là khi bạn tập thể dục. Nhưng không có lợi ích gì nếu bạn uống 4 lít nước, đặc biệt là khi bạn chuẩn bị chạy, bơi hoặc nâng tạ với cường độ cao. Uống nước từng chút một xuyên suốt cả ngày, và nếu chưa đủ, đừng cố bù nước khi tập thể dục. Bạn không phải là chai nước, cách đó không hiệu quả đâu. Nhảy khởi động 100 cái với bàng quang căng đầy không vui và không tốt cho sức khỏe. Uống quá nhiều nước trước khi tập cũng có thể gây hại vì cơ thể không quen với việc xử lý một lượng lớn nước cùng một lúc, và có thể bạn sẽ cảm thấy yếu và ít năng lượng. Hơn nữa, tất cả lượng nước đó có thể sẽ đào thải muối hữu ích ra khỏi cơ thể. Nếu bạn cảm thấy mình không uống đủ nước trước khi tập, hãy đều đặn nhấp một ngụm nước trong khi tập và ăn một miếng trái cây như táo, cam hoặc chuối khoảng 20 phút trước khi đến phòng tập. Cà phê. Đôi mắt bạn vẫn đang nhắm nghiêng và bạn nghe thấy tiếng chuông báo thức ở đâu đó xa xa. Ồ, đã 5:30 và bạn phải dậy để kịp đến phòng gym lúc 7 giờ. Bên ngoài trời lạnh và tối, mắt bạn nửa nhắm nửa mở. Rời khỏi chiếc giường êm ái không phải là việc đầu tiên bạn muốn làm lúc này. Bạn có cảm thấy đôi khi thức dậy mà không có cà phê là một nhiệm vụ bất khả thi không? Khoảng 85% người trưởng thành có thể sẽ đồng ý. Đó chính là tỷ lệ dân số thường xuyên tiêu thụ caffeine hàng ngày. Caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương để bạn làm việc hiệu quả và tập trung hơn vào những gì bạn đang làm. Vâng, bao gồm cả việc tập thể dục. Bạn có thể đốt cháy nhiều calo và tập luyện nặng hơn với một tách cà phê trước khi tập. Nhưng tốt nhất là cà phê đen và chỉ một tách cỡ vừa thôi, chứ không phải một cốc cỡ khủng mà họ bán ở tiệm mang đi nhé. Cà phê ngăn chặn sự thèm ăn, do đó bạn sẽ không ăn quá nhiều, đồng thời cải thiện hiệu suất aerobic và anaerobic của bạn. Aerobic có nghĩa là cardio, như chạy, bơi hoặc đạp xe, còn các bài tập anaerobic bao gồm chạy nước rút, nhảy, nâng tạ nặng hoặc bất kỳ bài tập nào đòi hỏi nỗ lực tối đa trong một khoảng thời gian ngắn. Caffeine cũng giúp cơ bắp phục hồi nhanh hơn, việc này đặc biệt có ích nếu bạn tập luyện mỗi ngày. Nghe rất hay phải không? Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cà phê là một loại thần dược giúp tăng năng lượng bất cứ khi nào bạn uống. Bạn càng uống nhiều cà phê, bạn càng cần nó nhiều hơn. Cơ thể bạn đã quen với một lượng lớn caffeine, vì vậy một tách sẽ không đủ nữa. Lượng caffeine khuyến nghị hàng ngày cho người lớn ư? Đó là khoảng 3 tách cà phê cỡ vừa. Đừng tập thể dục mỗi ngày, chỉ cần 2 hoặc 3 ngày một tuần tại phòng gym cũng có thể giúp bạn đốt cháy rất nhiều chất béo. Nếu bạn không ăn vặt vào những ngày còn lại, cơ thể cần thời gian để tự điều chỉnh, và bạn cần những ngày nghỉ để cơ thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Sau khi cảm thấy thon gọn hơn, bạn có thể tăng lên 4 hoặc 5 ngày một tuần. Chỉ cần nhớ để cơ thể nghỉ ngơi thì sẽ có hiệu quả. Tập cardio trước khi nâng tạ có thể không phải là ý hay.
Đừng hiểu sai ý tôi. Nếu mục tiêu của bạn là tập luyện cho một cuộc đua marathon thì hãy làm thế. Nhưng nếu bạn chỉ muốn đốt cháy chất béo và giảm cân thì hãy làm ngược lại. Nếu bạn tập cardio trước, bạn sẽ có ít năng lượng hơn bài tập sau. Có nghĩa là bạn sẽ không thể nâng tạ với 100% sức lực và sẽ không cảm thấy muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Nếu tập tạ trước, bạn sẽ cảm thấy đủ khỏe để thực hiện tất cả số lần bạn cần. Hiệu suất của bạn sẽ tự động tốt hơn. Dĩ nhiên, một số người chỉ thích tập cardio trước. Nếu bạn thuộc nhóm đó thì chỉ nên tập cardio cường độ nhẹ đến trung bình thôi nhé. Tập chỉ để giúp bạn khởi động và tăng hiệu suất, chứ không nên khiến bạn mất hết năng lượng cho những việc tiếp theo sau khi tập. Một điều nữa, hãy tập luyện phần cơ lõi của bạn. Cơ lõi không đơn giản chỉ là cả 6 múi, đó là tất cả những cơ giúp ổn định và cử động cuộc sống của bạn, đồng thời giúp bạn có sức để làm bất cứ việc gì. Và bí quyết là không cần phải luyện tập cơ bụng, chỉ cần đảm bảo rằng chúng có tham gia khi bạn thực hiện tất cả những động tác khác trong phòng gym. Hãy nhớ siết chặt phần thân giữa ngay trước khi thực hiện deadlift, nằm đẩy tạ trên ghế, squat hay thậm chí là gồng bắp tay với tạ tự do. Cách này sẽ khiến bạn thành một vận động viên toàn diện đấy. Bạn ra khỏi giường, uống cà phê, đến phòng tập, tràn đầy động lực, ý chí, kỷ luật, thời gian và tiền bạc cho những khoản phí tập gym đó. Xin chúc mừng, nhưng... Vâng, còn một điều nhưng nữa, hãy duy trì điều này thật kiên trì nha. Chẳng có gì tốt đến trong một sớm một chiều, vì vậy đừng bỏ qua các bước. Kiên trì và bền bỉ vẫn là chìa khóa dẫn đến thành công. Giới hạn thời gian tập luyện trong khoảng 1 tiếng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đừng tập luyện quá nhiều bài khởi động vì điều đó sẽ khiến cơ thể kiệt sức. Đó là cách tập dở nhất và bạn có thể sẽ bị thương. Thực hiện một bài tập ngắn dựa trên chuyển động giúp tim bạn bắt đầu đập nhanh hơn. Sau đó nghỉ 5 phút, nhấp một ít nước, đi bộ xung quanh, hít thở không khí trong lành, nghe nhạc, 5 phút đó sẽ tạo nên sự khác biệt. Đừng chợp mắt trước khi tập. Nếu bạn là người có thể nằm xuống 20 phút và thức dậy với cảm giác sảng khoái thì tốt. Đó là cách những người chuyên nghiệp ngủ trưa. Nhưng ngủ lâu thì cơ thể sẽ rất bối rối khi bạn bước vào phòng tập. Ngủ trưa hay không ngủ trưa, bạn không nên đến phòng gym nếu quá mệt. Bạn cần xem lại chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu đẩy cơ thể đến giới hạn. Các vận động viên chi hàng nghìn đô cho thực phẩm lành mạnh, vitamin, liệu pháp spa, giường đắt tiền. Nếu không, tất cả việc tập luyện sẽ lãng phí. Vậy, tất cả những điều này liên quan gì đến việc giảm cân? Thỉnh thoảng đến phòng gym thôi là không đủ. Bạn phải tận dụng tối đa quá trình tập luyện bằng cách dùng não, giống như một chuyến đi bằng đường bộ cho cơ thể vậy. Dù thế nào thì cũng sẽ mất một ít thời gian. Nhưng nếu bạn muốn tận hưởng chuyến đi, bạn cần lên kế hoạch trước. Nếu bạn làm vậy, chất béo sẽ được đốt cháy ngay lập tức. Nếu không, cuối cùng bạn sẽ chỉ làm mình đau. Vậy thì tập luyện để làm gì, đúng không?